Chơi thỏa thích cùng ngàn ưu đãi với X7 Game, nền tảng trò chơi di động hàng đầu Trung Quốc, tự hào sở hữu đa dạng mọi loại game từ iOS, Android hay H5. Chỉ cần Gmail chúng ta có thể chiến ngay những con game có đồ họa cực khủng. Đặc biệt hiện đang có giảm giá nạp lên đến 99%. Dại gì mà không tải ngay app X7 Game để thử ngay những con game đang hot nhất bên Trung nào. Trước tiên cho Nip gửi lời chào đến các bạn. Hai phần trước chúng ta đã đi qua 4 giai đoạn tâm trạng của Sasuke, nên cũng có phần nào nhận ra cậu đáng thương nhiều hơn đáng trách. Chỉ là một cái thân tàn ma dại tự lực gánh sinh giữa dòng đời đầy rẫy sự lươn lẹo và mưu mô, Itachi thì muốn dẫn lối cậu trở nên mạnh mẽ, đủ bản lĩnh nhằm gây dựng lại gia tộc. Nhưng những tính toán của người anh vẫn chưa đủ để soi sáng cho Sasuke, và một lần nữa cậu càng ngày càng chìm sâu hơn bởi những lời hùng biện xảo trá của kẻ đồng tộc sa ngã. Trước tiên đi sâu vào video, kiếm tách cà phê, rồi lót dép ngồi nghe tiếp phần cuối của cuộc hành trình tìm lại ánh sáng đầy nghiệt ngã của người con trai lục đạo lạc lối qua nhiều kiếp người này nhé. Nụ cười kết thúc trận chiến đó mang thật nhiều cảm xúc và ý nghĩa. Cười vì trước mắt mình là người đã mang lại tuổi thơ, là người mà cậu từng yêu thương nhất. Mặt khác cũng là sự mãn nguyện vì đã trả được thù cho cả dòng tộc. Đồng thời nụ cười đó chính là hình ảnh quá cay đắng cho tương lai mịt mù phía trước. Vì từ bây giờ cậu đã không còn mục tiêu sống, và cái định nghĩa làng trong quá khứ cũng không thể quay về được vì đã là ninja rời làng. Cuộc sống bỗng nhiên mất định hướng, thất thần và đổ gục trong cơn mưa cho số phận đầy nghiệt ngã của chính bản thân mình. Bằng chứng là khi thức dậy tại nơi nào đó cùng một kẻ xa lạ, Sasuke cũng chẳng hề hoảng hãi đặt nhiều nghi vấn làm gì cho mệt. Trong đôi mắt cậu, tác giả đang cho người xem thấy cậu hoàn toàn mất hết sức sống, là một cái xác không hồn. Giờ có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cậu cũng chẳng thèm đếm xỉa. Nhưng thật sự chớ trêu đó lại là câu chuyện về Itachi, kẻ thù không đội trời chung, giờ lại trở thành một người anh hoàn hảo năm đó. Cuộc đời phải chăng thật sự quá khốn nạn đẩy đưa khi chính tay bản thân lại đi hạ sát người đã hy sinh quá nhiều cho mình? Hoang mang, đầy nghi vấn và những lúc yếu lòng như thế lại chính là thời điểm con người không còn tỉnh táo. Những quyết định sai lầm đi cùng với một ninja chỉ biết báo thù, kết quả chỉ có thể là cùng đường. Liệu cậu có phải chỉ là một đứa trẻ vị thành niên chưa trải sự đời nên mới bị kẻ thù dẫn lối? Nhưng sự thật không phải như vậy. Những thứ cậu đang suy nghĩ và chuẩn bị làm chính là sự xác nhận. Những lời Tobi nói có phải sự thật không? Bằng việc báo thù, Konoha triệt tiêu kẻ đã gieo rắc đau khổ, kẻ cầm đầu trong bóng tối của ngôi làng là Danzo. Thật ra việc Sasuke đang làm không hề sai, và nếu có ai đó rơi vào tình cảnh như vậy thì cũng giống cậu mà thôi. Thứ nhất, Sasuke đã quen quá với việc định hướng là báo thù, thì một hay hai lần nữa cũng chẳng khác gì cả. Nói cách đơn giản là quen tay hay làm. Thứ hai là điều Tobi nói thật sự quá sốc, nói không điều chứ còn sốc hơn cả việc Itachi diệt tộc vì điều này liên quan trực tiếp đến cậu. Thứ ba là không xác nhận là không được, vì nếu Itachi thật sự hy sinh như lời Tobi nói, dù có là con người bình tĩnh cách mấy cũng không thể giữ được một cái đầu lạnh. Cũng may là Sasuke vẫn còn giữ được lý trí cho đến khi tận mắt nhìn thấy Danzo. Cậu đã tính toán đường đi nước bước và hợp tác với Akatsuki bắt vĩ thú để trang bị thêm vũ khí tấn công làng. Nhưng trước đó, việc suy xét thử trình độ của Kisame có thể là một phần tính toán. Cậu muốn coi thử họ có mạnh đáng hợp tác hay không, và đồng ý sau khi nhận được thỏa thuận có lời cho mình. Nhưng không ngờ là cái thỏa thuận đó lại là kế hoạch đưa Sasuke vào chồng. Cũng hên là không được thuận lợi khi chỉ lặn được cái xúc tua của bát vĩ, nhưng vì bị biến mất nên tin tức đã đá động đến Raikage. Có thể đoạn này các bạn thấy Sasuke ngây thơ vì đã bắt tay với Akatsuki tạo ra nhiều bất lợi. Nhưng hãy thử nghĩ xem nếu đội cậu thâm nhập Konoha và phỏng vấn kẻ cầm đầu, thì tỷ lệ thành công là bao nhiêu phần trăm? Và vừa hay lời mời hợp tác của Tobi khi hoàn tất, hắn sẽ cấp cho cậu một loại vũ khí mang tên vĩ thú. Đó đích thị là cái cậu cần để hội ngộ với làng lá. Nhưng trước tiên là phải làm rõ khả năng của đối tác. Đơn giản là đôi bên hiểu nhau thì mới về chung chiến tuyến được. Cậu đã thầm cho phép đồng đội thử trình Kisame. Ở đây sẽ có hai mục đích để Sugetsu làm vậy. Một là xem thử họ có mạnh bằng nhóm mình hay không, vì kẻ mạnh mới bắt tay với kẻ mạnh. Hai là tính toán đường cho sau này. Nếu Akatsuki yếu thì chỉ việc cướp vĩ thú là xong. Nhưng qua trận chiến với bát vĩ, cậu chợt phát hiện mình nắm giữ một thứ sức mạnh có thể quẩy tung ngôi làng. Các bạn biết đó là gì rồi đấy, 100% lời của Sasuke khẳng định ở chapter 417 chính là Susanoo. Nên cậu không cần thiết phải chờ đợi thông tin từ Akatsuki nữa mà đã quyết định tiến về làng lá và xác định sự thật bằng cách lật đầu kẻ cầm quyền. Nhưng trên đường đi, kế hoạch đã phải rẽ hướng khác vì ngôi làng đã bị bên phá hủy. Và Hokage hiện tại vừa hay là cái tên cậu muốn triệt hạ, là Danzo. Mọi việc dường như vẫn còn theo kế hoạch cho đến khi tận mắt xác định được mục tiêu. Một lần nữa cậu đã bắt đầu mất bình tĩnh. Đang cố gắng kiềm chế và cảnh báo thì những samurai không biết điều đã phá bỏ giới hạn cuối cùng. Và từ giây phút cậu hạ sát kẻ thù không thương tiếc, cuộc đời cậu đã lật sang trang mới, một trang tối đen như mực. Cậu hoàn toàn chìm trong bóng tối của sự báo thù. Từ khi bước ra trực tiếp đối đầu với lực lượng samurai, ninja báo thù một lần nữa đã được tái sinh.
chính miệng Sasuke đã căn dặn đồng đội không được giết người, nhưng chính cậu lại xuống tay không thương tiếc. Một trong những bằng chứng cho việc cậu đã hoàn toàn chìm trong bóng tối chính là loại chakra đã tỏa ra. Karin đã cảm nhận cực kỳ rõ ràng và hoảng sợ với thứ đó. Chỗ này có thể nói là giận quá mất khôn. Để sự phẫn nộ lấn át cả lý trí khi cậu nhìn thấy kẻ thật sự ở đằng sau nỗi đau của người anh và cuộc thảm sát cả gia tộc. Có nhiều bạn đọc xong chỗ này sẽ nghĩ Sasuke trẻ trâu, không biết suy tính khi một mình tính đối chọi cả liên minh. Nhưng nếu mang trên vai trách nhiệm báo thù cho gia tộc, còn báo thù nhầm người và hạ sát chính người thân của mình, chắc chắn sẽ chìm trong hối hận đồng thời muốn sửa sai một cách nhanh nhất. Kẻ thù ngay trước mắt nhưng lại có quá nhiều kẻ không hiểu cứ ra cản đường. Lửa hận thù kèm sự phẫn nộ khi đã ở trong một linh hồn hắc ám, thật sự không gì có thể ngăn cản được cậu phải trả thù lúc bấy giờ. Tất nhiên đó là một hành động quá liều lĩnh, cậu đã không giữ được một cái đầu lạnh và đem cả đội vào một trận chiến cực kỳ nguy hiểm. Nhưng với bản chất là một ninja báo thù thì việc hạ sát kẻ thù là việc ưu tiên hàng đầu, thậm chí còn đặt trên cả đồng đội. Lúc trước cậu đã bỏ đội 7, bỏ làng, thì bây giờ cũng chẳng có gì khác, nên việc Sasuke không do dự xuống tay luôn với Karin cũng rất dễ hiểu. Vì trong trường hợp đó cô cũng là một vật cản trên con đường báo thù, quá điên cuồng, chỉ có thể gọi là vậy. Nhưng vì sao lại thế? Kẻ đằng sau tất cả âm mưu, kẻ diệt tộc, kẻ mang đau khổ đến cho người anh, còn dám moi mắt của họ rồi dùng cấm thuật của nhà Uchiha. Một kẻ mọi rợ như thế thì đâu đơn giản là căm thù, mà phải phanh thây hắn. Cậu tính đùa giỡn để thỏa mãn cơn khát máu, muốn xem hắn đường cùng để nếm trải những gì cậu đã trải qua. Nhưng không ngờ là hắn lại tự sát, dường như không tự xuống tay được nên vẫn chưa thỏa mãn được cơn điên đấy. Trong lúc chưa lấy lại thần trí và cho rằng không ai hiểu thấu được nỗi đau của mình, thì đội 7 lại xuất hiện, có khác gì là một nơi xả xì chết để cậu giận cá chém thất đâu. Những người đang lâm vào hoảng loạn, điên cuồng thì có bất kỳ lời triết lý hay răn đe nào thì cũng chỉ có vậy thôi. Và Kakashi lại là người phạm sai lầm đó. Muốn đánh thì cậu sẽ phản kháng, mà thậm chí còn hơn cả phản kháng, vì Sasuke đang có quá nhiều sát ý trong người. Và đó cũng là lý do cậu muốn xuống tay với Sakura. Còn với Kakashi ấy hả? Do cậu đang điên máu với việc Danzo sử dụng mắt của tộc nhân, nên việc ông thầy cũng chẳng khác gì cái tên vừa mới bị hạ sát kia cả. Cũng may là Naruto đã đến, một thằng bạn mình đã từng ruồng bỏ lúc trước nhưng cứ mãi bám theo. Cậu cứ nghĩ là Naruto sẽ bỏ cuộc nên cậu mới xác nhận. Và rồi lòng cậu đang rơi tự do trong bóng tối bỗng như đặt trúng một cái lò xo. Tưởng rằng không còn ai bên mình, ai cũng sẽ quay lưng, nhưng không ngờ Naruto vẫn còn xem mình là bạn. Bởi vậy cậu mới mở một nụ cười vì biết mục tiêu của mình sẽ bị cản trở bởi thằng bạn này. Nụ cười khi lòng cậu vớt được phao cứu sinh, nụ cười đó cũng là một nụ cười hạnh phúc kèm chiến ý. Nên cậu đã quyết định lấy cặp mắt của Itachi cấy vào, mục đích chính là tìm kiếm sức mạnh mới và lấy lại ánh sáng, sẵn sàng chọi nhau với thằng bạn đối phó này. Như vậy, nụ cười đó cũng là nụ cười chấm dứt khoảng thời gian đen tối nhất của Sasuke trước khi theo dõi tiếp hành trình bước ra ánh sáng của cậu. Níp chốt lại cho các bạn dễ hiểu, khi con người ta điên loạn, đừng dạy mà đi dạy đời, nói triết lý hay khống chế kèm ép buộc, những điều đó chỉ làm họ lạc lối và phản kháng lại. Sự phản kháng đó có thể mang đến những điều tồi tệ nhất. Hãy dùng tình cảm để xoa dịu nỗi đau. Tình cảm đó có thể là tình yêu, tình bạn hay gia đình. Đó là thứ Sasuke đang tìm chứ không phải là âm mưu của Sakura hay sự đe dọa đến từ Kakashi. Bởi vậy Nip mới có câu cũng may là Naruto đã đến để kéo cậu lên từ tận cùng của thù hận. Và nụ cười đó cũng chính là tín hiệu cho đáp án chúng ta là bạn bè hoàn toàn đúng trong tình cảnh này. Sasuke cực kỳ thích thú về việc choảng nhau với thằng bạn, nên cậu muốn tất cả phải hoàn mỹ nhất. Đây là một điểm giống nhau cực kỳ giữa tái sinh đời trước là Madara. Chiến ý ngập trời khi đối mặt với đối thủ truyền kiếp cũng vừa là bạn thân. Sau khi nghiệm chứng thực lực của mình, Sasuke biết mình còn thiếu sót điều gì. Và mảnh ghép cuối cho sức mạnh hoàn mỹ đó chính là cặp mắt của người anh để lại. Lúc này đây tất cả tâm tư của cậu đều đặt lên trận chiến với nàng áo. Với vị thế là người ngoài cuộc, ta có thể thấy đây rõ ràng là ván cực về một hướng. Vì nếu Sasuke thua thì đúng là tính mạng của chẳng còn vì ai dám để cậu tồn tại nữa. Có lẽ Na sẽ thật sự xuống tay với sặc giống như Hashirama kết liễu Madara vì sự tồn tại của thằng bạn đã đe dọa đến làng. Còn nếu Sasuke thắng cậu cũng chẳng được gì, rồi lại tiếp tục chìm đắm vào bóng tối một lần nữa vì chính cái phao cứu sinh mà cậu cũng phá vỡ nó, thì chẳng còn gì có thể tiếp tục giữ cậu lại được. Nhưng may thay trận chiến bị tạm gác lại khi trên đường ra chiến trường cậu gặp lại người anh trai, cũng chính là sự ức chế, sự hối hận và vô vàn câu hỏi dường như không có sự giải đáp. Rõ ràng việc xác nhận thông tin quan trọng hơn rất nhiều với việc choảng nhau, nên cậu đã quyết định đuổi theo và làm rõ sự thật. Nhưng được gì từ việc đó? Được là đã xác nhận tình thương của Itachi với mình chưa bao giờ đổi. Mất là cậu chính thức bị lạc lối một lần nữa, khi tất cả những gì theo đuổi là báo thù gia tộc, là sức mạnh. Nhưng sai, sai hết rồi, vì Itachi lại bảo vệ thứ mà mình đang muốn phá hủy đó chính là làng lá. Vậy mình giờ phải làm sao với lời chăn chối tin tưởng vào mình để gây dựng gia tộc? Làng là gì mà anh trai lại phải trả giá nhiều đến vậy? Vô số câu hỏi và năng đề được đưa ra mà không có sự giải thích rõ ràng. Trong lúc hoang mang tột độ khi nhận ra mình sai lại càng sai, vì là ninja báo thù thì phải có thù để báo. Nhưng mình lại làm gì thế này? Mình nên làm gì khi mục tiêu Konoha không còn là kế hoạch tiếp theo nữa? Các bạn hãy xem lại từ trước đến giờ.
Khi còn nhỏ, mục tiêu của cậu là giết Itachi. Khi hạ xong Itachi thì Tobi lại cho cậu một cái mục tiêu lớn hơn là những kẻ cầm đầu làng lá. Chứ cậu không tự xác định mục tiêu cho mình, nhưng những năm tháng dài đằng đẵng đều bị người ta dắt lối cho theo. Giờ tự dưng không còn đường nào để đi nữa, hoàn toàn mất phương hướng. Nếu đội Taka không đến ngay lúc đó, Nip đảm bảo Sasuke có thể sẽ ở tại cái hang đó quanh năm suốt tháng. Đang không có việc gì làm, lại một lần nữa cậu lại được dẫn lối để xác định kế hoạch tiếp theo. Sugetsu đưa cho cậu quyển trục giải phóng ấn tử thần mà Orochimaru đang nghiên cứu. Nhưng cả đám không ai biết gì về thuật này cũng như Edo Tensei, nên Sasuke bất chấp nguy hiểm và những lời khuyên ngăn từ đồng đội để hồi sinh Orochimaru. Vì với cậu, Hoa hậu chính là chiếc chìa khóa cuối cùng để giải đáp tất cả những câu hỏi, những thắc mắc về sự tồn tại của mình. Và khởi nguồn tất cả chính là kẻ biết được quá khứ diệt tộc là đệ tam, kẻ thành lập làng là đệ nhất. Có lẽ một số bạn thấy vô duyên khi thằng nhỏ chỉ hỏi một câu hỏi, mà Hashirama lại kể nguyên một câu chuyện dài về quá khứ của ông. Thật ra câu chuyện của Hashirama như Nip phân tích ở video trước là nhằm để búp sức mạnh cho đệ nhất, vì ông đánh thắng Madara chứ đâu để ông phèn như bạn Edo đầu tiên được. Ngoài việc búp sức mạnh ra thì câu chuyện của ông có một ý nghĩa khác, là đó là mối liên thông của kiếp trước với kiếp này. Tobirama cũng sợ Sasuke sẽ lạc lối như Madara, thì đệ nhất cũng vậy. Ông thấy được Sasuke giống thằng bạn ông nên mới kể lại câu chuyện hồi còn cởi trùng tắm mưa, nhằm cho cậu thấy được con đường Madara đã chọn là một sự sai lầm rất lớn và phải trả giá bằng cả mạng sống. Và làng là gì? Làng là ước mơ của đôi bạn trẻ, là tổ ấm của nhiều gia tộc, là một nơi để ươm mầm giống đời sau nên cần được phải bảo vệ. Ai tấn công nó chính là tấn công quê nhà nên cần phải diệt trừ. Đó là ý nghĩa của đệ nhất. Nhưng trong mắt Sasuke, khi ghép ý nghĩa đó với sự hy sinh của gia tộc và cả anh trai thì nó trở nên vô nghĩa. Vì cái giá phải trả quá lớn, quá tàn nhẫn, thật sự bất công, nên cần phải chỉnh sửa. Bởi vậy cậu mới có suy nghĩ trở thành Hokage, một người đứng đầu để có thể thay đổi được tất cả hệ thống làng. Nhưng lại một lần nữa cậu lại sai với những gì Itachi nghĩ. Vì Hokage phải được mọi người ủng hộ chứ không phải tài giỏi mới trở thành Hokage. Và rồi cậu đã mang sự quyết tâm với hiểu lầm đó cùng thứ sức mạnh mới ra chiến trường để khẳng định vị thế của mình. Người xưa có câu tuổi trẻ khí thịnh, hay còn gọi là trẻ trâu làm việc đông nổi, một mình xông vào hội nghị, bạn có còn nghĩ đó là trẻ trâu? Bật vạn hoa đồng để khè tứ đại Hokage liệu có phải là trẻ trâu? Cái đầu tiên là hận thù che mờ mắt chứ không phải do khí thịnh. Cái thứ hai chỉ là để cho hai cụ biết là mình đã trải qua sự mất mát rất lớn mới có được cặp mắt này, nên đừng đối xử tôi như một đứa trẻ. Vậy qua những sự kiện trên, nếu bạn nói Sasuke trẻ trâu thì liệu bạn có làm tốt hơn khi ở tình cảnh như vậy hay không? Có lẽ một số bạn không hiểu ý nghĩa của từ Hokage mà Sasuke đã nói khi tái ngộ với mọi người. Vì Hokage chỉ là ở làng lá, nhưng cái cậu muốn là Kage của toàn bộ nhẫn giả, bằng chứng là cậu muốn triệt tiêu ngũ đại Kage để thực hiện kế hoạch đó. Lại lần nữa cậu không biết tự lượng sức mình à? Không hề nhé. Với cặp mắt Mangekyo Sharingan vĩnh cửu, cậu thừa sức đập nát làng lá chứ không hề điêu. Ai phá được Susanoo không? Ai cản được Amaterasu không? Tỷ lệ thắng gần như nghiêng về phía Sasuke. Sau khi thâu tóm làng lá làm bàn đạp, cậu sẽ khiêu chiến với các lãnh thổ khác. Với lực lượng hậu cần là làng, điều đó hoàn toàn có khả năng. Nên các bạn phải xác định ở đây câu tự lượng sức mình là hoàn toàn sai với Sasuke. Nhưng một lần nữa, tại sao Sasuke lại đổi phe? Lẽ ra phải đứng về bên Obito mới đúng. Có 3 điều khiến cậu phải làm như vậy. Một là sau khi chứng kiến sức mạnh của tứ đại Hokage, nhất là không thể khống chế được đệ nhất. Theo lời kể thì Madara chỉ là bên thua cuộc, đứng tuyến bên kia cần phải suy xét lại. Thứ hai, nếu đã quyết định lật đổ ngũ đại Kage, thì làng lá vẫn là nơi cậu quen thuộc hơn để bắt đầu. Thứ ba, nếu đã quyết định đứng về phe liên minh thì phải triệt tiêu Madara và Obito là điều tất yếu, vì đó là kẻ ngán đường trên con đường quyền lực của cậu. Các bạn phải hiểu là thế này, với mục đích mà Sasuke đã quyết định trong đầu sau khi nghe câu chuyện của Hashirama, thì dù Sasuke có về phe nào đi nữa, cậu cũng phải càn quét hết tất cả những kẻ mạnh tồn tại. Và nếu có về phe Obito thì Sasuke cũng phải diệt trừ hắn, vì nếu không cậu vẫn không thể tái thiết lập hệ thống làng. Kẻ đeo mặt nạ luôn là người đe dọa điều đó. Còn về điều thứ hai được nêu, dù là một ninja rời làng và chìm trong sự điên loạn, nhưng mảnh đất Konoha vẫn là quê hương, nơi cậu sinh ra rồi lớn lên. Một tình cảnh giống như Orochimaru, nhưng khác ở chỗ lúc chưa nhận được câu trả lời thì quyết tâm của cậu lớn hơn Hoa hậu rất nhiều. Nếu không có pha Edo Tensei đi vào lịch sử của Orochimaru, chắc chắn cậu sẽ quẩy nát ngôi làng là một điều không thể tránh khỏi. Quyết tâm cao ngất ngưỡng, bằng chứng là sắp chết cậu muốn tiếp tục sống. Ở đây không phải là sợ chết, mà là còn tâm nguyện cùng trách nhiệm chưa hoàn thành. Cậu phải sống để thực hiện ý chí của Itachi. Dù ở đây chúng ta hiểu đó là sai lầm tiếp theo của cậu. Rồi khi đạt được sức mạnh lục đạo, là một thứ vũ khí mới, sức mạnh mới chỉ làm cậu thêm chắc chắn và tự tin mình sẽ làm được điều đó. Nhưng trước tiên phải dẹp bỏ kẻ ngán đường, thực hiện lời hứa với thằng bạn, ôn lại một chút hoài niệm khi xưa và rồi thất bại với thứ tình bạn cao cả của cái thằng bét lớp. Cảm ơn Naruto, đã đến lúc tớ phải trở về, vì cậu không còn cho tôi một cái cảm giác chỉ dừng ở hai từ đồng đội nữa, mà là một người anh em. Đó cũng chính là thứ mà tôi luôn cần nhất. Dù không bị phán tội chết do có công giải thoát mọi người khỏi ảo thuật trong trận chiến, nhưng cậu vẫn muốn chuộc lại lỗi lầm và đi chu du nhìn lại thế giới này, một lần nữa thay đổi cách nhìn nhận về nó, về cuộc đời của chính cậu.
vì cậu đã không còn là một ninja báo thù nữa, đã trở thành một người bảo vệ, một Hokage ẩn danh, Hokage bóng tối của làng lá. Như vậy chúng ta vừa đi qua 3 phần phân tích tâm lý và cảm nhận của nhân vật Sasuke. Bạn có cảm nghĩ gì? Hãy comment bên dưới nha. Vui vui tay thì tặng nick cái xe luôn để kéo chút view nào. Giờ đi ngủ nên hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo.